Tôi đã hút lại tiền về. Hôm qua, tôi đã hút tiền về. Bố mẹ nồng nướng, trao đồ nồng nướng. Chúng ta hút về đi chỗ. Chào. Bạn muốn đi chỗ sau này không? Chào bạn. Bạn chúng ta có thể đi chỗ bao lúc mùa mùi mùa chiều sang không? Nè, cô bé tuyệt vời. Bạn cần gì cụ thể này không? Tôi đang nghĩ tôi cần gì tôi đang nghĩ mua một số trái cây và lão con sáo. Tôi đang nghĩ mua một mối bánh mì và bò chung lại không thể cho tôi tốt tuyệt vời. Chúng ta hơn hơn nhau bằng lực mô mì mô dịu. Chúng ta hơn nhau ô tô bằng lực mô mì mô dịu. Không. Nhé cô về như một kế hoạch. Bạn cặp ô tô nhau. Chúng ta học trao chuyện về đi chỗ. Tôi đã nói về chúng ta học không quá. Tôi học lại. Tôi có thể học lại sao chúng ta đã học không quá. Tôi muốn biết phản ứng của tôi là tốt, nhưng mà phát âm tiếng Việt là quá. Nhưng mà tôi lên tháp nói phát âm của tiếng Việt. Tôi sử dụng chúng ta học không quá.
Tôi cả cực này. Tiền dương hôm qua tôi đã post tin bài của tôi mẹ nông nữ chào tôi lông nhũng. Chúng ta học về chỉ chỗ chào bạn buồn tích cho sau này không? Chào bạn, bên chúng ta có thể đi chỗ vào lúc mà mô mùi mô chú tăng cho nhé cô về mà bạn cần sự cụ thể lại không? Tôi đang nghĩ tôi cần tôi thân chỉ tôi đang nghĩ mua một số trái cây và nào con sáo tôi đang nghĩ mua số lại không thể dù tôi thực sự hỏi chúng ta hôn hình nhau đang là mỗi một chiều chúng ta hôn nhau ô tô bằng lúc mô minh một chiều nhẹ cô về như một kế hoạch bên cấp ô tô phúc chào chú ăn về đi chung tôi là chúc tôi đã nói về chúng ta học hôm qua tôi học lại tôi có thể vượt lấy sáu chúng ta đã học hôm qua tôi muốn biết hòa làm chủ thôi là tốt nhưng mà phát thân phát thầm trên biển là quá nhưng mà tôi là tôi là thắp lời là phát âm của trên an thổi sư chung ô chúng ta học hôm qua phát âm trên bề là không chế